Cho tất cả quý cô chú chị Khang nhá. Em thương lên sóng cho cả nhà mình một gốc hương đá cân bằng 3. Gần như tinh lõm mọi người nhé. Gần như tinh lõm. Có một cục đá được 39,5 kg. Rồi ok, em đi vào kích thước lên luôn cho mọi người này. Chiều cao này. Đây mọi người nhé, 72. Chiều ngang từ đây qua bên ngang kích sang đây luôn mọi người này, 74. Từ mé bên đây qua đây là 80. Cái nhánh này như vậy mọi người, 20 14 10. Cái ghế này là dài được 46 phân. Gốc được 23 34. Từ đây tứ, em đo từ đây qua đây mọi người nhé, qua đây nhé, 36. Trên đây này, à chiều sâu, chiều sâu phần chỗ này mọi người này, 27. Chỗ này là 20. Từ đây qua đây 63 phân, 9 phân. Đơn đặt mọi người nhé, công tí xíu, công tí xíu ở đấy cho mọi người xem nhé. Cục này gần quá đẹp. Cho mọi người xem này, cái đế của nó này bị một xíu ấy, một xíu rút ruột này. Đúng là 12 phân đấy. Cắt đẹp hết rồi. Đế là một chiều 26, chiều 18, chỗ này là 19. Phân đây mọi người, cái này thôi, bao đục mái thoải luôn. Đấy, quý cô chú chị thiện chí liên hệ em thương nhé, 0338 918 991.